Hello, Đức Đoàn xin chào toàn thể các bạn đam mê audio. Hôm nay Đức Đoàn sẽ chia sẻ với các bạn con Acufa E202. Con này của anh ở Bắc Ninh. Cái này của anh Hưng ở Bắc Ninh các bạn ạ. Acufa E202 đang nói chuyện với các bạn thì lại có điện thoại đến nữa các bạn ạ. Đấy, của anh Hưng ở Bắc Ninh. Đang bị mất một vé. Giờ Đức Đoàn sẽ tháo ra để sửa chữa. Đây các bạn ơi, ở trong con E202 Acufa đây của anh ở Bắc Ninh mất một vé đây. Đấy, biến áp ghi rõ cả các dòng điện luôn các bạn ạ. Ghi rõ là Acufa luôn này. Đấy, điện áp vào này 120V, 100V này. Đó, 120V, 100V, 0V này. Đầu ra này 64V này, 64V này, 39 cộng trừ này, 7,5 này, đó. Đây hai vỉ cũng xuất hai bên này các bạn này. Tụ thì 4 con riêng biệt hai vế. Tụ trắng. Đấy, sò tô. 2SA 679 và 2SC 1079. Đó. Sò tô. Sò tô chữ đỏ các bạn ạ. Đó. Hai bên đều cặp sò tô sữa đỏ. Anh có chia sẻ là con này anh cũng mang đi thợ sửa rồi các bạn ạ. Đấy. Nhưng mất vế chưa được. Bây giờ Đức Đoàn sẽ xử lý cái em này đây. Đấy. Acufa E202. Điện áp này 100V, 117, 220, 240, 50, 60Hz. Đấy, 225W. Đây là điện áp tiêu thụ các bạn ạ. 225W là điện áp tiêu thụ cho các bạn nhé. Còn công suất của nó thì các bạn phải tra vào trong web vào đó thôi. Chứ không phải đây, không phải là đây phải công suất của âm ly đâu. Công suất tiêu thụ điện, đấy, của âm ly. Đây các bạn ơi. Con này... ME này là đít khá mới đây. Đấy, mặt trên thì hơi xấu nhưng mà dưới đít đẹp tuyệt vời luôn. Mặt tiền thì hơi xấu nhưng được cái đít rất đẹp. Đấy, căng mọng luôn. Đấy, trời tối rồi, Hà Nội lại sắp tắc đường đến nơi rồi các bạn. Còn E202 Acufa này nó vẫn công suất ngon các bạn ạ. Công suất thì sò vẫn còn zin và mình dò thì nó mất một vế, thì là nó mất vế là do cái phần trên này. Tức là từ cái phần pao đấy các bạn. Đấy, trong âm ly nó cũng giống như kiểu là cái bộ đẩy kéo ấy. Đấy, nó có phần pao là phần công suất đấy. Ok rồi. Đấy thì con này là từ hai cái vế sò lên cái cầu để chuyển lên phần trên âm sắc ấy là tín hiệu vào đấy ngon rồi. Và Đức Đoàn đã dò từ cái đấy lên, ngược lên thì nó đến cái tỉ này nó đang bị tắc một vế các bạn ạ. Đó. Và trong này thì đây nó chỉ bao gồm có 8 con đèn thôi các bạn ạ. Đấy, 8 con đèn này và mấy con điện trở này thôi. Đấy, bây giờ mình đo kiểm tra thử xem là nó dò cái gì thôi. Đó. Được cái là công suất không sao là yên tâm rồi các bạn ạ. Đấy, những con này quan trọng nhất là cái sò nó còn zin và nó chạy vẫn còn ngon công suất. Còn phần chữa trên này thì bệnh nó khó mấy thì tìm ra thôi, chứ nó không phải là thay cái gì nó ảnh hưởng nhiều cả. Đây, về bên này là chính là vế ngon rồi các bạn ạ. Đấy, bên này mới là bên hỏng này. Đấy, có một con này bị dò rồi này các bạn này. Đấy. Con này bị dò một chút rồi này. Để đồng hồ tăng lên này. Đấy. Tăng lên là dò nhiều hơn.
Đấy, nó bị giò con này rồi. Đấy, con này. Con Q1 này các bạn này. Hiện tại Q1 đang giò. Phải xử lý con này đã xong bắt đầu là xem đã được chưa. Cũng có thể là một phần nào đấy nó bị điện áp nó xông lên nó mới giò. Mình phải kiểm tra kỹ các bạn ạ. Nhổ em Q1 ra. Đây. Ba chân màu nâu nâu đang bị giò. Đây, mạch này nó cũng bị ố vàng nhiều đây. Mình làm xong mình cũng xử lý luôn các bạn ạ. Đấy, cái ố vàng này nó gây ra bệnh nhiều. Các bạn ơi, cái con E202 này nó bị cái vỉ này. Đấy, nó giò mất con đèn. Giò mất hai con đèn. Đấy, nhưng mà là có nguyên nhân ở bên này. Bây giờ mình đây, nó bị cả cái vỉ này nữa này. Vỉ này là vỉ nguồn các bạn ạ. Đấy. Nó chính là cái vỉ nguồn phụ này đang có vấn đề mà nó mới hỏng sang cái vỉ kia. Đây. Mạch nó vàng ố đây này các bạn này. Đấy. Đây, nhiệt độ nó cao thì nó vàng thôi. Đấy, bây giờ phải làm, nhưng mà đang chết một cái gì đó trong này, nó điện áp nó đang bị ra sai các bạn ạ. Đấy. Mà những cái vỉ này mình đã từng làm rồi ấy. Con E202 này thì nó rất hay bị giò hai cái điốt này các bạn ạ. Đấy. Con D3 và D4 nữa này. Thì mình làm nhiều kinh nghiệm rồi thì chứ đợt đầu, hồi đầu thì cũng phải đo đạc chán các bạn ạ. Nhưng bây giờ kinh nghiệm rồi thì mình sẽ đo luôn vào hai con diode này thôi. Đây, diode này rất hay dỉ chân này. D4 này. Đấy, con này D4 này bị giò rồi các bạn ạ. Đây, con D3 nó không sao này. D3 này một ngon này. Đấy. Thì mình làm nhiều rồi các bạn ạ. Bây giờ mình đã biết có kinh nghiệm nhiều cái này, làm gặp quá nhiều con này bị cái bên này rồi, bệnh này rồi. Đấy, nó chết được cái vỉ kia nhưng mà nó nguyên nhân nó ở đây. Nó mới gây ra chết cái vỉ kia. Đấy, bây giờ mình thay con diốt này đi thôi các bạn ạ. Thay con diốt này đi là xong thôi, là hết bệnh thôi. Bên kia cái vỉ kia làm ngon rồi. Cắm vào chạy rồi, tí vệ sinh nốt sạch sẽ bạch đi thôi. Đấy. Thay nốt cái em diode này vào nữa là điện áp ổn định, nữa là làm sạch cái mạch đi các bạn ạ. Thì là sẽ xong con này. Đây các bạn ơi, mình đã hút con diode này ra rồi và bây giờ thay một diode khác vào thôi. Diode này thì cũng dễ lắm các bạn ạ, diode bình thường mà. Đấy. Nó chỉ là dạng diode tách sóng nắn bình thường thôi, không có gì cả. Chứ nó không phải là ổn áp. Ổn áp thì lằng nhằng phết đấy các bạn. Ổn áp thì các bạn phải tra nó chuẩn đấy. Nhưng mà cái này nó chỉ là diode thường thôi. Đấy. Diode thường thì các cái vỉ kia thì dễ sẵn lắm các bạn ạ. Cứ tháo cả cái vỉ phá của Nhật ra thì nó yên tâm luôn. Kiểu phá kho thóc Nhật thôi. Là lắp vào phát là đấy, giờ mình vệ sinh cái vỉ này lên thôi là xong rồi đấy. Chắc lắp vào chạy luôn đấy. Lại làm tí nước chấm của Sapa TV vào các bạn ạ.
Đấy, cho nó bóng bảy cái vỉ lên. Chỗ nó không thể nào, những cái chỗ mà lâu ngày này nó nhiệt độ nóng nó vàng lên thì không thể hết được các bạn ạ. Nhưng mà mình sẽ đánh hết các cái màng oxy đi thôi. Đấy. Có nhiều bạn hỏi mình ở trên YouTube là cái này các bạn ạ. Đấy. Cái này nó chính là cái nước đánh này, mạch này nó là acetone loãng các bạn ạ. Các bạn phải mua đúng loại để loãng để đánh vào đây nhá, chứ đánh có loại acetone mà đậm đặc vào là nó bay hết đấy. Đánh xong thì giao rơi từng cái linh kiện ra là chết dở. Lúc đấy này, lại bảo là Đức Đoàn xui dại chết dở. Cái linh kiện này là zin của nó đó các bạn ạ, chứ không phải là làm phiền em rồi. Vâng, ok anh, vào đây. Đây các bạn ơi, Đức Đoàn đã làm xong cái con Ancofa E202 đây của anh khách ở Bắc Ninh. Đó, xong con lành rồi. Cái này chắc do vận chuyển hơi sớm một chút và mình lau vệ sinh sạch sẽ đẹp lắm rồi. Và tiện thể hôm nay mình vẫn nhớ có bạn nào bạn vẫn hay bình luận ở trên YouTube là bạn bảo là anh ơi sao không thấy con Ancofa nó hỏng nhờ. Đấy, nhưng mà đúng là con Ancofa nó bền thật các bạn ạ. Nên cũng ít gặp hơn. Ôi, cũng ít gặp Ancofa hỏng. Nhưng mà vẫn có gặp, nhưng mà không phải là quá nhiều. Nó lành hơn, bệnh hơn so với dòng khác các bạn ạ. Bây giờ mình thử nhá. Đấy, chạy thử này. Tiếng lên này. Đấy. Ngon rồi. Đấy. Tiếng ngon lành rồi các bạn ạ. Cả hai bế đều nhảy đều rồi. Đấy. Đấy. Bắt rồi. Đấy, xếp này. Để đường AUX2 Stereo. Ancofa là tiếng hay rồi các bạn ạ. Hai vế đều ngon hết rồi các bạn ạ. Đó. Các bạn ơi, video Đức Đoàn chia sẻ với con Ancofa E202 bị mất hẳn một vế và bật lên phát bật có tiếng mục rất là to về cái vế chết ấy các bạn ạ. Quỳnh phát như là nổ như là bom ấy. Đó, không cẩn thận còn bay cả loa. Đấy, mình đã làm xong con này ngon lành rồi của anh ở Bắc Ninh rồi. Đức Đoàn xin được trân trọng cảm ơn các bạn luôn luôn theo dõi kênh và ủng hộ Đức Đoàn, đăng ký và like cho Đức Đoàn liên tục. Đức Đoàn rất là cảm ơn trân trọng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào.